Xin chào các bác, ở video clip này xin giới thiệu các bác một đôi loa khủng long của Sony. Sony 757, dòng cuối số của dòng 3 số. Và đây là đôi loa các bác có thể nhìn thấy, nó gần giống đàn anh G7 các bác, rất gấu đời 7. Nó là đời 7 nên nó là đời cuối cùng rồi. Và đây là một đôi loa khủng long, rất ít khi gặp, mỗi một năm em chỉ gặp 2 đến 3 lần đôi loa này. Rất lâu rồi, gần nửa năm nay rồi về một đôi như vậy nữa. Thì lần này về đôi loa đẹp xuất sắc các bác nhé. Với những đôi loa Sony S757 như vậy thì trên thị trường những đôi loa đẹp và zin nguyên bản như vậy giá không dưới 15 triệu đồng. Có những nơi bán đến 16 triệu 800 nghìn đồng đôi loa này. Các bác nói một sử dụng một bát 40 và một chung 20 và một con tép điện, siêu tép điện lớn. Có một vi tinh chỉnh mỗi thân thùng và hai lỗ thông hơi phía trước. Đôi loa rất đẹp và cân đối. Dòng loa này thì các bác có thể đánh vào những dòng, những chữ âm ly của Nhật Bản, ví dụ như Pioneer, Sansui, những dòng Sansui 507, 607, đó, 707, hay là những dòng Pioneer. Em đang đánh bằng một chữ âm ly gọi là thánh đánh loa, gọi là chữ âm ly Otto 1001 MK25 mã. Chữ âm ly này có giá 3.200.000 đồng. Chữ âm ly đẹp như mới luôn. Và con âm ly này nó chuyên đánh những đôi loa khủng long như vậy, hoặc những đôi loa Mỹ Bass 40, ví dụ như Servin Vega, hoặc những dòng loa to, loa gấu. Các bác có thể phang này vào những dòng loa Boss 301 để ghép vang hát karaoke. Lưu ý với em là cho ra chất âm cực kỳ tuyệt vời, chất âm gọi là đỉnh cao luôn các bác. Và chiếc âm ly ô tô này giá chỉ có 3.2 triệu thôi. Đánh 2 cộng A, B, A cộng B, rất khỏe, tụ nguồn to như cổ tay. Dòng này thì gọi là dòng chất âm đặc dị rồi các bác yên tâm. Nếu trong cái tầm tiền 3, 4 triệu đến 6 triệu luôn. Cả những dòng âm ly Sansui 607 hay là 607 mặt vàng chanh, rất là đắt tiền, chưa chắc đã có cái tiếng sạch như vậy các bác nhé. Chất âm cực kỳ hay luôn. Và đôi loa này giá để các bác giá cực kỳ tốt, 10.800.000 đồng. Sony 757, 10.800.000 đồng. Đôi loa cực kỳ đẹp các bác. Màu của nó là màu thùng gỗ. Đôi loa này thì em đang để cho các bác với cái giá rẻ hơn thị trường đến 5-6 triệu các bác. Thỉnh thoảng về một đôi, bao zin bao chuẩn các bác luôn, từng con ốc. Và bây giờ em xin mời các bác cùng thưởng thức chất âm. Âm ly giá 3.2 triệu, đôi loa giá 10.8 triệu, giá cực kỳ rẻ cho các bác chơi những đôi loa Bass 40 của Sony. Sony là một thương hiệu phải gọi là quý tộc các bác. Cách đây khoảng 20 năm trước thì những nhà nào có TV Sony, đài Sony là những nhà đại gia các bác nhé, là một trong những thương hiệu cực kỳ đắt tiền đối với tiềm thức của người dân Việt Nam. Các bác lưu ý giúp em, Sony người ta gọi là nét như Sony các bác, chất âm cực kỳ hay. Xin tạm dừng video clip tại đây. Các bác có thể thấy là những đôi loa Bass 40 nó đánh ra tiếng bass gọi là cực kỳ uy lực. Và bác nào thích những bộ cấu hình siêu gấu như vậy thì hãy nhắn tin cho em qua hai số điện thoại 0981193686 hoặc 0983662586,
không hổ danh là nét như Sony, đánh tiếng nhạc từng tiếng một căng đét các bác nhé. Đô la giá chỉ 10.800.000 đồng, trên thị trường giá 16.800.000 các bác có thể lên. Có những nơi bán 16.800.000 những đô la đẹp như vậy. Tất nhiên e căng của nó còn đẹp xuất sắc, hai chiếc luôn. Đó các bác. Bây giờ em xin tạm dừng video tại đây. Xin kính chào các bác. Mưa đem tươi vui về cho thắm áo lâu, mưa cho nương dâu và quay sắn lên màu. Mưa như chút sương, mưa tô lúa đồng, mưa rơi qua bên hải Cà Mau. Ngoài trời mưa rơi rơi mà hồn ai chơi vơi, sao nhớ hoài từng giọt mưa rơi rơi là lời ca sầu.